Tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm đại án Nhật Cường, chiều hôm nay 29 tháng 11, trả lời hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, các bị cáo trong vụ Nhật Cường cho rằng họ chỉ là người làm thuê, không được hưởng lợi từ việc buôn lậu. Ông chủ Bùi Quang Huy mới là người được hưởng lợi toàn bộ số tiền nhưng đã bỏ trốn nên không thể chịu trách nhiệm thay ông chủ. Theo bản án sơ thẩm, ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn buộc phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội buôn lậu 221 tỷ đồng để xung quỹ nhà nước. Trong đó, bị cáo Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc bị tuyên bồi thường số tiền cao nhất là 69,5 tỷ đồng. Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính, bồi thường 40 tỷ. Các bị cáo còn lại bồi thường từ 1,5 đến 30 tỷ đồng. Các bị cáo cho rằng việc Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo là đúng, không sai. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm là quá nặng, đặc biệt là trách nhiệm về tiền. Các bị cáo đề nghị hội đồng xét xử xem lại trách nhiệm về tài chính, nhấn mạnh bản thân chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi từ số tiền thu lợi bất chính, trong khi Bùi Quang Huy mới là người được hưởng lợi toàn bộ số tiền. Các bị cáo đề nghị xem xét thêm việc ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và tình tiết giảm nhẹ về án tù cũng như là nghĩa vụ tài chính. Trong khi đó, nêu quan điểm xử lý đại án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa khi luận tội các bị cáo ngày hôm nay đã đề nghị hội đồng xét xử yêu cầu các bị cáo chịu trách nhiệm hình sự, không yêu cầu bồi thường thiệt hại vụ án. Cụ thể, cơ quan công tố đề nghị tuyên phạt hai cựu phó tổng giám đốc công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC, bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng 7 đến 8 năm tù, Lê Quang Hào 6 đến 7 năm tù, bị cáo Hoàng Việt Hưng, cựu giám đốc ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị đề nghị 9 đến 10 năm tù. Những bị cáo còn lại bị đề nghị mức án tương xứng với tính chất hành vi phạm tội, trong đó một số người được đề nghị hưởng án treo. Đáng chú ý, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị buộc các nhà thầu bồi thường cho VEC số tiền hơn 811 tỷ đồng, dành quyền khởi kiện bồi thường cho các nhà thầu trong vụ án khác. Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của các bị cáo đã xâm hại trực tiếp đến kinh tế của nhà nước, gây bất bình trong xã hội. Sau khi cơ quan điều tra vụ án, các bị cáo đã nhận thức được sai phạm của mình, thành khẩn khai báo những sai phạm của các bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, nên cần cách ly ra khỏi xã hội một thời gian. Sau nhiều năm chuẩn bị, chuyến bay thương mại thường lệ từ Việt Nam bay thẳng đến Mỹ đã được hãng hàng không Vietnam Airlines thực hiện thành công. Đây được xem là cột mốc lịch sử của hàng không Việt Nam với việc đường bay thương mại thường lệ không điểm dừng giữa Việt Nam và Mỹ chính thức được thiết lập. Mỹ là thị trường có dung lượng đến Việt Nam lớn thứ 10 và là thị trường lớn nhất hiện chưa có đường bay thẳng đến Việt Nam. Vào lúc 10 giờ 42 phút sáng nay giờ Việt Nam, chuyến bay mang số hiệu VN98 của Vietnam Airlines từ thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh tại sân bay San Francisco sau 13 giờ 45 phút bay. Chặng bay này hoàn toàn không có điểm dừng, dài hơn 13.000 km. Để thực hiện được chuyến bay thương mại thường lệ, các hãng hàng không trong nước đã phải trải qua nhiều khâu chuẩn bị và phải đạt được nhiều điều kiện của nhà chức trách hàng không Mỹ. Trong cái thời gian gần đây ấy, thì cũng một cái yếu tố nữa nó cũng làm và đẩy mạnh hơn được cái tốc độ để cho Vietnam Airlines triển khai cái đường bay thẳng đến Mỹ, đấy là cũng là cái dịch đại dịch Covid. Thì trong cái điều kiện mà thị trường nó có những cái sự thay đổi, nó bắt buộc Vietnam Airlines phải tổ chức lại sản xuất và lựa chọn những cái thị trường và đường bay nào mà có hiệu quả nhất để mà đưa những cái máy bay của mình vào khai thác. Và ngay lập tức thì đấy là cái đường bay nối giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Cục Hàng không Việt Nam đánh giá Mỹ là một trong những nước có số lượng Việt kiều và du học sinh Việt Nam lớn nhất trên thế giới. Thị trường hàng không Việt-Mỹ ước đạt 1,4 triệu lượt khách vào năm 2019, tăng trưởng trung bình 8% một năm giai đoạn 2017 đến 2019. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã không ngừng tăng trưởng, đạt kỷ lục 90,8 tỷ USD vào năm 2020, bất chấp đại dịch khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Những yếu tố này cho thấy Mỹ luôn là thị trường tiềm năng lớn nhất cho giai đoạn sắp tới. Thị trường hàng không đến Mỹ là một thị trường rất lớn và có tiềm năng. Về lâu dài, để mà khai thác một có hiệu quả cái đường bay đến Mỹ thì các hãng không Việt Nam phải đầu tư các cái máy bay có tầm bay xa hơn thì cái hiệu quả kinh tế nó sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn. Nhưng mà tôi chắc chắn rằng đây là một thị trường hết sức hứa hẹn và thị trường hết sức tiềm năng và chắc chắn tất cả các hãng không Việt Nam đều sẽ tham gia vào thị trường này. Vietnam Airlines đang khai thác thường lệ 2 chuyến một tuần giữa thành phố Hồ Chí Minh và San Francisco của Mỹ. Hãng dự kiến tăng lên 7 chuyến một tuần sau khi dịch bệnh được kiểm soát và chính phủ Việt Nam cho phép mở lại các đường bay quốc tế thường lệ. Ngoài ra, hãng hàng không Bamboo Airways và Vietjet Air cũng đang xúc tiến các thủ tục để sớm thực hiện các chuyến bay thẳng thường lệ của mình đến Mỹ. Hưởng ứng ngày phòng chống hàng giả hàng nhái 29 tháng 11 năm nay, Tổng cục Quản lý Thị trường đã ra mắt
phòng trưng bày hàng thật hàng giả, giới thiệu những sản phẩm và mặt hàng giả nhái vi phạm sở hữu trí tuệ đã bị lực lượng quản lý thị trường trong cả nước phát hiện xử lý. Gian hàng này nằm ngay trung tâm phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Sầm Uất, kỳ vọng sẽ là nơi để người tiêu dùng trang bị thêm khả năng nhận biết về sản phẩm, hàng trăm sản phẩm hàng giả, hàng nhái bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện trong thời gian qua đã được đưa đến đây để trưng bày. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cho biết, việc mở phòng trưng bày hàng thật, hàng giả không chỉ giúp người tiêu dùng trang bị thêm kiến thức mà còn là nơi để các doanh nghiệp bảo vệ an toàn cho những sản phẩm thương hiệu của mình. Trong cái công tác chống hàng giả, hàng nhái, hàng sản phẩm trí tuệ ấy, thì chúng ta phải đặc biệt đề cao cái biện pháp để phòng ngừa. Để trong cái phòng ngừa ấy, thì cái công tác tuyên truyền phổ biến là rất là quan trọng, đặc biệt là tuyên truyền cho người tiêu dùng, tuyên truyền phổ biến cho doanh nghiệp. Thì từ đó thì chúng tôi thấy rằng bên cạnh những cái biện pháp mà truyền thống ra thì bây giờ các cơ quan nhà nước thì cũng cần tận dụng cái sức mạnh của những cái internet và nền tảng mạng xã hội. Thì chính vì thế cho nên là tổng cục thị trường chúng tôi thì đã xây dựng những cái chuyên mục dựa trên các nền tảng mạng xã hội mà bây giờ. Cũng theo đó, sự kiện trưng bày này không chỉ diễn ra trong dịp kỷ niệm hưởng ứng ngày phòng chống hàng giả năm nay, mà tới đây sẽ thường xuyên và liên tục được tổ chức với các chuyên đề, chủ đề cho từng mặt hàng, qua đó nâng cao ý thức của người tiêu dùng và doanh nghiệp trong công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái. Hàng giả, hàng nhái làm ảnh hưởng uy tín, tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng lâu nay, các doanh nghiệp vẫn còn ngại công bố sản phẩm bị làm giả, chưa nhiệt tình phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thực tế này cho thấy nếu doanh nghiệp không kịp thời thay đổi nhận thức và phương thức đấu tranh, thì thiệt hại sẽ chịu những ảnh hưởng ngày càng nặng nề thêm. Sau hơn 2 tháng mật phục, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý Thị trường, chiều tối ngày 11 tháng 11 năm 2021, hai tổ công tác cùng đại diện doanh nghiệp đồng loạt ập vào xưởng sản xuất và kho chứa hàng sản phẩm Sa Tế có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Thuận Phát tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và phường Phù Lưu, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ trên 28.000 sản phẩm có dấu hiệu sản xuất hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. Tự tìm hiểu, tra cứu thông tin, xác định cái địa điểm sản xuất. Trong một quá trình xác minh thì đã có đơn yêu cầu đối với Tổng cục Quản lý Thị trường và các cơ quan chức năng để triển khai việc kiểm tra và giữ. Cả tháng trời thu thập thông tin về một địa điểm tập kết hàng giả sản phẩm của công ty mình. Công ty này đã nắm được rõ quy luật hoạt động và địa chỉ kho của một đối tượng ở quận Thanh Xuân. Công ty này đã tìm đến cơ quan quản lý thị trường để phối hợp xử lý. Hơn 566 chai sữa tắm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Tessori cùng hàng ngàn sản phẩm dầu gội do nước ngoài sản xuất đã bị phát giác. Tuy nhiên, không phải lần nào các doanh nghiệp cũng may mắn phối hợp thuận lợi để bắt được các đối tượng sản xuất hàng giả, hàng nhái. Trong tương lai thì tôi mong rằng là cái việc này sẽ được phát huy nhiều hơn nữa để làm sao giúp cho doanh nghiệp là những người làm ăn chân chính có được niềm tin, hy vọng nhiều hơn vào các cái công lý cũng như là các cái cơ quan chức năng sẽ giúp đỡ cho chúng tôi để có thể bảo vệ được quyền lợi của mình. Đồng thời cũng là giúp cho chính người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận được những cái sản phẩm vừa là tốt chính hãng mà lại đảm bảo được về mặt sức khỏe. Theo quy định của pháp luật hiện hành, những vụ buôn bán hàng giả có trị giá từ 30 triệu đồng trở lên sẽ bị truy tố, còn dưới mức này xử lý hành chính. Đây chính là cái hở để các đối tượng vi phạm lợi dụng chia nhỏ hàng hóa nhằm trốn tránh xử lý hình sự. Bên cạnh đó, khi các chiêu thức gian thương ngày càng lộng hành, thực tế đang có nhiều doanh nghiệp đang chấp nhận sống chung, thậm chí là cạnh tranh với gian thương. Nguyên nhân một phần là do các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang khó khăn, hạn chế về các nguồn lực. Đối với cái việc mà xác định các hành vi vi phạm trong việc là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thì ngoài cái việc cơ quan quản lý thị trường qua công tác quản lý địa bàn phát hiện và theo dõi xử lý thì cần phải có sự vào cuộc của các ngành chức năng khác, chẳng hạn như Cục Sở hữu trí tuệ, Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ, cũng như là các cái sự phối hợp của các chủ thể quyền. Theo các chuyên gia, để công tác phòng chống hàng nhái, hàng giả có được sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, thì thời gian tới, các cơ quan chức năng cũng cần thống nhất đầu mối, tiếp nhận thông tin của doanh nghiệp và xử lý kịp thời, tích cực để doanh nghiệp không mất nhiều thời gian, nguồn lực khi phối hợp.
Bên cạnh đó là các biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân để nâng cao nhận thức về công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Mùa thu hoạch cam ở Hà Tĩnh đang bước vào chính vụ với sản lượng năm nay ước đạt trên 65.000 tấn. Đây là năm sản phẩm cam có năng suất và sản lượng, chất lượng đạt cao nhất so với từ trước đến nay. Để giúp doanh nghiệp và nông dân tiêu thụ sản phẩm, Hà Tĩnh đã chủ động ứng dụng chuyển đổi số, đưa đặc sản cam bù cam chanh lên sàn thương mại điện tử và bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Một buổi tập huấn chuyển đổi số cho bà con trồng cam ở huyện miền núi Hương Khê. Thông qua các phần mềm và app Cam 10 Hà Tĩnh, người dân có thể đưa các thông tin về cam lên sàn thương mại điện tử. Nhờ vậy, bà con có thể giới thiệu rộng rãi sản phẩm của mình đến với khách hàng trong nước và quốc tế. Chúng tôi đã được cập nhật tất cả các cái thông tin của chúng tôi lên trên trên mạng, trên sàn thương mại. Và chúng tôi đã, và cái người tiêu thụ là đã biết được đầy đủ các cái thông tin của chúng tôi. Còn đối với ông Hải, hơn 20 năm trồng cam bưởi, ông không nghĩ một ngày nào đó ông có thể tiêu thụ hàng trăm tấn bưởi cam mà không cần vất vả trở ra chợ bán. Việc số hóa trong sản xuất và tiêu thụ cam không chỉ tạo đầu ra ổn định cho người nông dân mà còn tạo ra sự yên tâm cho khách hàng. Sau khi tập huấn thì chúng tôi cũng đã tham gia và cài đặt các ứng dụng là truy xuất chuẩn nguồn gốc quốc gia. Thì tham gia thì cũng đã thông qua lớp tập huấn thì chúng tôi hiểu được cái việc để chính quyền đã tạo điều kiện để rồi là dân để đưa quả bưởi vào qua các sàn thương mại điện tử. Chúng tôi là phát huy cái phát triển cái hạ tầng công nghệ thông tin, rồi thực hiện cái việc dữ liệu số đối với sản phẩm cam đã được công nhận thương hiệu. Thứ ba nữa là phải tìm cái đầu ra để kết nối tiêu thụ sản phẩm và phát huy được cái hiệu quả của cái sàn thương mại điện tử. Hiện tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phân phối các mặt hàng cam bưởi trên các sàn thương mại điện tử như Sen Đỏ, Vỏ Sò, Postmart, Tiki, Shopee, Lazada theo các hình thức khác nhau. Đặc biệt, địa phương này đã thường xuyên tổ chức các hội nghị xúc tiến, kết nối tiêu thụ cam bưởi. Sở Công Thương đã tổ chức nhiều cuộc tập huấn đến các cái đối tượng, đó là các cái doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, rồi kết nối thông qua các cái hội nghị trực tuyến để mọi người nhận thức rõ được cái tầm quan trọng của cái đưa tiêu thụ sản phẩm thông qua cái các cái sàn thương mại điện tử. Hà Tĩnh cũng đã xây dựng kho dữ liệu để phục vụ chức năng chatbot, thiết kế tem nhãn, tìm kiếm thị trường, xây dựng các mô hình cam bưởi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Việc áp dụng kinh tế số là một hướng đi đúng, đầy triển vọng của người trồng cam bưởi nói riêng và các mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung.